update ngay tủ đồ đã quen thuộc và nhàm chán hàng ngày bằng những siêu phẩm cực kỳ trendy đang có mặt tại Mega Fashion nha. Đây mọi người ơi, một em áo sơ mi trắng không hề đơn điệu, áo thiết kế cực kỳ thanh lịch và tinh tế với phần cổ bể cách điệu lạ mắt, kèm hai vạt thắt nhẹ làm điểm nhấn, tay áo bông nhẹ giúp che khuyết điểm bắp tay cho chị em nha. Nhà Mega gợi ý chị em phối cùng với một chiếc quần jean màu xanh cực kỳ quen thuộc này, quần cạp cao format ghi sần gấu vô cùng trẻ trung trendy, một em áo nữ tính tiểu thư mix với chiếc quần jean năng động sẽ tạo nên một tổng thể mới mẻ để em mang phong cách thường nhật của nàng. Với set trang phục này hoàn toàn phù hợp để chị em diện đi làm hay là đi chơi cà phê sau giờ làm đều ok đó nha. Có thể đa dạng phong cách hơn khi mix với nhiều item khác nữa nè. Thử phối với chiếc áo sơ mi độc đáo này cùng với một chiếc chân váy xếp đi dài để trở nên nữ tính và ngọt ngào hơn. Hoặc chọn một em áo phông màu trắng trẻ trung phối với chiếc quần jean quốc dân này để tạo outfit trẻ trung và năng động hơn. Theo dõi Mega Fashion thường xuyên để cập nhật được những mẫu đồ phù hợp với xu hướng nhất hiện nay nha.